Các vị đại Bồ Tát đó đến từ các thế giới, tên gọi đều giống nhau không khác. Mỗi vị Bồ Tát ở chỗ Đức Phật đều tu hạnh thanh tịnh, phạm hạnh thanh tịnh, tức là chẳng có tâm tham, tâm sân, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm ngu si, tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm ích kỷ. Các đức Như Lai đó danh hiệu cũng giống nhau, cõi nước đều giàu vui, thần lực đều tự tại. Danh hiệu của hết thảy tất cả chư Phật trong mười phương thế giới đều hoàn toàn giống nhau, tất cả cõi nước đều giàu có vui sướng, sức thần thông của chư Phật đều tự tại vô ngại. Mười phương tất cả nơi đều nói Phật ở đó, hoặc thấy tại nhân gian, hoặc thấy ở cung trời. Mười phương hết thảy tất cả trong đạo tràng, tất cả Bồ Tát và chúng sinh đều nói như vậy. Đức Phật ở trong đạo tràng chúng ta diễn nói diệu pháp, hoặc thấy Phật thị hiện ở nhân gian, vì chúng sinh nói pháp, hoặc thấy Phật trụ ở cung trời, vì chúng trời nói pháp. Như Lai khắp an trụ tất cả các cõi nước, chúng ta nay thấy Phật nơi điện cung trời này. Đức Phật Thích Ca an tọa khắp mười phương thế giới, mười phương thế giới các cõi nước đều có Phật đang nói pháp. Chúng ta Bồ Tát cùng Đức Lâm và các Bồ Tát khác nay thấy Phật ở tại điện bảo trang nghiêm diễn nói diệu pháp. Xưa phát nguyện Bồ Đề khắp cùng mười phương cõi, thế nên oai lực Phật khắp hết không nghĩ bàn. Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa đã từng phát đại nguyện Bồ Đề, nguyện nguyện vì lợi ích chúng sinh, đại nguyện đó khắp cùng mười phương thế giới. Vì vậy cho nên đại oai thần lực của Phật sung mãn khắp mười phương thế giới, thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Lìa sự tham ở đời đầy đủ vô biên đức, nên được sức thần thông, chúng sinh thảy đều thấy. Tại sao Phật có sức thần thông đại oai đức? Vì Ngài xả bỏ tất cả danh lợi của thế gian, lại chẳng tham vui năm dục, cho nên mới đầy đủ vô biên đức hạnh. Có đức hạnh thì sẽ đắc được sức thần thông diệu dụng, chúng sinh có duyên đều thấy được Phật đang nói pháp. Năm dục có hai lối nói: một, tài sắc danh thực thủy; hai, sắc thành hương vị xúc. Đây là năm trần. Phật pháp chủ yếu nhất là dạy người đừng tham năm dục. Do đó, tài sắc danh thực thủy, địa ngục ngũ điều căn, xả lìa năm dục thì sẽ thoát khỏi sinh tử. Du hành mười phương cõi như không chẳng chướng ngại, một thân vô lượng thân, tướng thần bất khả đắc. Tuy Phật thường du hành mười phương thế giới, song bổn thể chẳng động, vẫn ngồi dưới cội Bồ Đề. Đây là cảnh giới diễn nói kinh Hoa Nghiêm pháp lớn. Đi đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh, giống như hư không, đến đi chẳng chướng ngại. Một báo thần Phật có thể hóa trăm ngàn ức ứng thần. Tóm lại, có bao nhiêu thế giới thì Phật hóa bấy nhiêu thần. Chúng sinh trong mỗi thế giới đều thấy Phật đang nói pháp, song tướng thân bất khả đắc, không thể chỉ định vị nào là Phật Thích Ca Mâu Ni. Dùng tướng để cầu Phật, đây là hành đạo tà. Trong kinh Kim Cang có nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Đây là đạo lý chẳng minh bạch Phật pháp, vì Phật là vô tướng, vô tướng, vô bất tướng. Công đức Phật vô biên, làm sao dò biết được, chẳng trụ cũng chẳng đi, vào khắp nơi pháp giới. Thuở xưa Phật làm nhiều công đức, Ngài chẳng làm các điều ác cho nên chẳng có tội nghiệp. Ngài làm các điều lành cho nên có vô biên công đức, không thể nào dò biết được công đức của Phật có bao nhiêu. Trong phẩm vào pháp giới có nói: sát trầm tâm niệm khả sổ chi, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phòng khả kế, vô năng tận thuyết Phật công đức. Nghĩa là tâm niệm bụi cõi đếm biết được, nước trong biển lớn uống hết được, hư không đường được gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Phật chẳng đến cũng chẳng có đi, do đó không đến không đi gọi là Như Lai. Pháp thần của Phật vào khắp trong pháp giới. Phật là dùng pháp giới làm thể. Pháp giới phần làm bốn pháp giới của bậc thánh và sáu pháp giới của phàm phu. Do đó mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, một tâm niệm đầy đủ mười pháp giới. Phật và chúng sinh đều ở trong mười pháp giới, tâm đó đây thông đạt với nhau, cho nên gọi tâm Phật chúng sinh, cả ba chẳng khác nhau. Tâm của chúng ta có thể thông với pháp giới của Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Thanh Văn, pháp giới của Duyên Giác, bốn pháp giới của Bậc Thánh. Lại có thể thông với pháp giới của trời, pháp giới của loài người, pháp giới của A-tu-la, pháp giới của súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục, sáu pháp giới phàm phu.
Hết thảy pháp giới đồng đạt với nhau, thân Phật là pháp giới, có thể vào khắp pháp giới. Nếu chúng ta chúng sinh tu hành thì cũng có thể thấy ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có thể thành Phật, song ai ai cũng chẳng biết tu hành, cho nên ai ai cũng chẳng thành Phật. Bấy giờ Bồ Tát Huệ Lâm nương oai lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vì Đại Bồ Tát Huệ Lâm nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Đại đạo sư thế gian đấng lìa cấu vô thượng, kiếp không thể nghĩ bàn, khó có thể gặp được. Thế gian phần làm ba thứ: một, hữu tình thế gian, tức là chúng sinh thế gian, tất cả chúng sinh có sự chấp trước, ngã chấp và pháp chấp. Thế gian này chẳng bình đẳng, có sự khác nhau, trí ngu giàu nghèo, quý tiện, yểu thọ, đủ thứ. Hai, khí thế gian, tức là quốc độ thế gian, tất cả sự vật đều ở tại thế gian, như núi, sông, đất đai, nhà cửa, phòng ốc, vân vân. Thế gian này cũng chẳng bình đẳng, có nhà đẹp ruộng tốt, cũng có nhà dột đất xấu. Ba, trí chánh giác thế gian, tức là Phật thế gian, chân chánh giác ngộ chân lý vũ trụ vạn hữu, dùng giác ngộ tâm thanh tịnh của mình, tức cũng là giác ngộ tất cả pháp thế gian và suốt thế gian. Thế gian này bình đẳng nhất, chẳng có gì phân biệt. Pháp môn có y chánh hai báo, y báo tức là sông núi, đất đai, nhà cửa, phòng ốc, chỗ chúng ta nương tựa để ở. Chánh báo là thân thể của chúng ta, đời trước tạo nghiệp thiện thì đời này chỗ ở tốt đẹp, đời trước tạo nghiệp ác thì đời này chỗ ở thấp kém. Đây là luật nhân quả, tư hảo chẳng sai. Phật là đại đạo sư tiếp dẫn tất cả mọi người thế gian và xuất thế gian. Phật đã lìa khỏi tất cả trần cấu nhiễm ô nên đắc được bồn thể thành tịnh. Cấu là gì? Nói đơn giản là vô minh, ngu si, tham danh tham lợi đều là cấu. Người tham danh muốn làm nhân vật nổi tiếng của thế giới, lưu danh thiền cổ, tức là lưu truyền đời đời, lại như thế nào? Đây là pháp nhiễm ô. Người tham lợi thì muốn được của cải cho nhiều, để lại cho con cháu, song dù có trở thành phú ông giàu có, khi hai mắt nhắm lại, hai chân duỗi ra, thì tay không đi chầu diêm vương, gì cũng chẳng mang theo được, chỉ có nghiệp chướng theo mình mà đi. Đức Phật nhìn thủng giả danh giả lợi, hư vọng không thật, buông xả hết, cho nên đắc được tự tại, trở thành đấng chí tôn vô thượng. Thời gian dài không thể nghĩ bàn, rất khó gặp được Phật. Do đó pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, nay còn nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đây là nói pháp khó nghe được, lại có thể nói như vậy. Phật vi diệu chí tôn vô thượng, trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được, nay còn nghe thấy được đảnh lễ, nguyện được Như Lai thường gia bị. Chúng ta gặp nạn sau Phật, một trong tám nạn, hôm nay vẫn còn nghe được Phật pháp, đây có thể nói là nhờ đại quang minh của Phật chiếu soi. Phật phóng đại quang minh, thế gian thảy đều thấy, vì chúng rộng diễn nói, lợi ích các quần sinh. Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh thảy đều gặp Phật. Phật vì tất cả chúng sinh rộng diễn nói pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà nói pháp, khiến cho họ lìa khổ được vui. Như Lai hiện thế gian, vì đời trừ si tối, Như Lai đèn thế gian, ít có khó gặp được. Tại sao Phật xuất hiện ra đời? Ở cõi thường tịch quang, ngồi thiền nhập định chẳng tốt lắm sao? Bất tất phải đến thế gian, đó chẳng phải không có việc, tìm việc làm chăng? Chẳng phải Phật có tâm từ bi thương xót chúng sinh, cho nên nương thuyền từ bi trở lại thế gian, để diệt trừ ngu si đen tối của chúng sinh. Phật là đèn sáng của thế gian, hay chiếu phá tất cả đen tối. Phật là trăm ngàn kiếp khó gặp được, chẳng dễ gì gặp được Phật. Các vị muốn gặp được Phật chăng? Vậy thì phải nỗ lực tham thiền đà tọa, đến được hỏa lò trừng thanh, thì chứng được ngũ nhãn mới thấy được pháp thân của chư Phật và tất cả Bồ Tát. Đã tu bố thí nhẫn, tinh tấn và thiền định, bát nhã ba la mật, nhờ đây chiếu thế gian. Phật đã tu hành viên mãn bố thí, do đó đầu mắt tùy não nội tài, đất nước vợ con ngoại tài đều đem bố thí cho người cần. Lúc bố thí thì tâm bố thí đều chẳng có, do đó tam luân thể không. Chẳng có kẻ bố thí, cũng chẳng có người nhận, cũng chẳng có vật thí. Có tư tưởng như thế mới thật là bố thí. Phật đã tu trì giới viên mãn,
chẳng những chẳng giết hại, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, mà còn giữ ba quan trai giới, giới Bồ Tát, ở trên là giới luật của người tại gia thọ, lại giữ giới sa di 10 giới, giới tỳ kheo 250 giới. Phật đã tu hành nhẫn nhục viên mãn, nhẫn tức là nhẫn thọ không được cũng phải nhẫn, gặp cảnh giới không như ý cũng phải nhẫn, có người mắng bạn, đánh bạn cũng phải nhẫn. Do đó, nhẫn là báu vô giá, người người xử không tốt, nếu hay dùng được nó, mọi việc đều tốt đẹp. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Phật đã tu hành tinh tấn viên mãn, chỉ có tinh tấn chẳng thối lùi, dũng mãnh tinh tấn tuyệt đối chẳng giải đãi. Chẳng những ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, mà thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. Tóm lại, thời khắc tinh tấn, do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Phật đã tu hành thiền định viên mãn, thường ở trong định, cảnh giới gì đến cũng chẳng động tâm. Bộ kinh Hoa Nghiêm này là Phật ở trong định đến bảy nơi nói chín hội. Phật đã tu hành bát nhã viên mãn, bát nhã dịch là trí huệ, tu viên mãn năm pháp ba la mật ở trên thì mới đắc được đại trí huệ, có trí huệ hiện tiền thì sẽ đến được bờ kia. Tu hành lục độ được viên mãn thì trí huệ đại quang minh sẽ chiếu khắp tất cả thế gian. Lục độ là hạnh môn tu hành của Bồ Tát, tức cũng là pháp đại thừa, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, chẳng phải là tự liễu hán, độc thiện kỳ thân, mà là tư tưởng kiềm thiện thiên hạ, tức cũng là tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Bồ Tát vì chúng sinh an vui mà tự mình cam tâm tình nguyện chịu khổ. Như Lai chẳng ai bằng, muốn sánh không thể được, chẳng rõ pháp chân thật, không thể thấy được Phật. Ai cũng không thể so sánh với Phật được, muốn tìm cũng tìm chẳng được. Tại sao? Vì trí huệ của Phật là vô thượng nhất, tướng tốt trang nghiêm của Phật, thần thông rộng lớn vô biên của Phật, pháp thần tận hư không biến pháp giới của Phật. Trên thế gian có người nào trí tôn như vậy chăng? Nếu chẳng minh bạch tánh chân thật của Pháp, đạo lý các pháp thật tướng thì không thể nào thấy được Phật. Nếu thấu rõ được tánh chân thật của Pháp thì mới thấy được Phật. Thần Phật và thần thông tự tại khó nghĩ bàn, chẳng đến cũng chẳng đi, thuyết pháp độ chúng sinh. Pháp thần và thần thông của Phật tự tại vô ngại, biến hóa vô cùng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Pháp thần Phật là chẳng đến cũng chẳng đi, song Ngài luôn luôn nói pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh. Nếu ai được thấy nghe thanh tịnh thiên nhân sư, mãi thoát các đường ác, xả lìa tất cả khổ. Nếu như có người được thấy nghe đấng thanh tịnh thiên nhân sư Phật thì mãi mãi thoát khỏi bốn đường ác, xả lìa ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ. Bốn đường ác tức là Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ba khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tám khổ là sinh, già, bệnh, chết, ái, biệt, ly, bán, táng, hội, cầu, bất đắc, vũ ấm, xí, thạnh. Vô lượng khổ tức là tất cả sự khổ não, có tám vạn bốn ngàn thứ khổ. Vô lượng vô số kiếp tu tập hạnh Bồ Đề, không biết được nghĩa này, không thể thành Phật được. Phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp thời gian, chuyên tâm tu tập hạnh Bồ Đề thì mới thấu rõ nghĩa chân thật của Phật Pháp. Bằng không thì không thể nào minh bạch được đạo lý Phật Pháp, không thể nào được thành quả vị Phật. Kiếp không thể nghĩ bàn, cúng dường vô lượng Phật, nếu biết được nghĩa này, công đức hơn người đó. Trải qua thời gian kiếp số không thể nghĩ bàn, để cúng dường vô lượng vô số chư Phật, công đức này rất lớn. Song nếu biết được nghĩa lý giảng trong phẩm thập hạnh này thì vượt hơn công đức cúng dường vô lượng Phật bội phần. Châu báu vô lượng cõi đem cúng dường đức Phật, không biết được nghĩa này, chọn không thành Bồ Đề. Dùng châu báu vô lượng cõi Phật để cúng dường bố thí cho Phật, công đức này có thể nói là vô lượng. Song chẳng minh bạch nghĩa chân thật của phẩm thập hạnh này thì dù bố thí tu hành bao lâu cũng không thể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Bồ Tát Thắng Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó Đại Bồ Tát Thắng Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp tất cả chúng sinh trong mười phương mà dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Ví như tháng mùa hạ, trời xanh không mây mù, mặt trời tỏa chiếu khắp, dung mãn khắp mười phương. Giống như lúc mùa hạ, bầu trời trong xanh, chẳng có bận mây nào,
Ánh sáng của mặt trời chiếu khắp mười phương, trong mười phương đều sung mãn ánh sáng mặt trời. Ánh sáng vô hạn lượng, không ai dò biết được. Có mắt còn như thế, hà huống kẻ mù lòa. Nhiệt độ của ánh sáng mặt trời chẳng có hạn lượng, chẳng có ai dò lường được nhiệt độ của ánh sáng mặt trời. Cứu kính có bao nhiêu độ, có thể nói là không ai biết được. Hà huống là kẻ mù lòa, họ làm sao biết được? Đương nhiên họ chẳng biết được. Chư Phật cũng như vậy, công đức không bờ mé, kiếp không thể nghĩ bàn, không thể phân biệt biết. Công đức của mười phương chư Phật giống như độ nóng của ánh sáng mặt trời chẳng có bờ mé, dù trải qua thời gian đại kiếp không thể nghĩ bàn, cũng chẳng có ai phân biệt được cứu kính là bao nhiêu, biết số lượng tỉ mỉ. Các pháp chẳng chỗ đến, cũng chẳng có tác giả, chẳng có chỗ sinh ra, không thể phân biệt được. Tất cả pháp chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có người làm ra pháp. Bản thể của pháp như hư không, chẳng phải từ nơi nào sinh ra, cho nên bản thể của pháp không thể phân biệt được. Gốc rễ của pháp chẳng có một bản thể nào cả. Do đó, các pháp chẳng tự sinh, cũng chẳng từ nó sinh, chẳng cùng chẳng không nhân, cho nên biết không sinh. Tất cả pháp chẳng đến, cho nên chẳng có sinh, do vì không có sinh nên diệt bất khả đắc. Các pháp tự nhiên chẳng đến thì nó làm sao sinh, vì nó không thể tự sinh thì sao lại có diệt. Pháp là không sinh không diệt, cho nên sinh bất khả đắc, diệt cũng bất khả đắc. Tất cả pháp không sinh cũng lại không có diệt. Nếu hiểu được như vậy, người đó thấy Như Lai. Vì tất cả pháp chẳng có sinh, cho nên cũng chẳng có diệt, tức cũng chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng diệt. Nếu minh bạch đạo lý các pháp không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, thì người đó thấy được Như Lai. Vì các pháp không sinh, tự tánh không chỗ có, phân biệt biết như vậy, người đó đạt nghĩa sâu. Tất cả pháp chẳng có sinh, sao lại có tự tánh? Nếu có tự tánh thì sẽ có sinh. Nếu phân biệt được như vậy, biết chân lý của tất cả pháp, thì người đó sẽ được như như chẳng động, thông đạt được nghĩa lý thâm sâu. Vì nhờ pháp không tánh, chẳng ai biết rõ được, thấu hiểu pháp như vậy, rốt ráo chẳng chỗ hiểu. Vì các pháp chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có ai thấu hiểu biết được. Thấu hiểu được tất cả pháp không tánh, thì rốt ráo đạt đến cực điểm, tức là gì cũng chẳng có, đều chẳng chỗ hiểu. Nói rằng có sự sinh, hiện ra các cõi nước, biết được tánh cõi nước, người đó chẳng mê hoặc. Nói rằng có chúng sinh hoặc có pháp sinh, hiện ra nơi các cõi Phật, nếu minh bạch được tánh của tất cả cõi nước như hư không, thì tâm của người đó chẳng bị cảnh giới hư vọng không thật làm mê hoặc. Tánh cõi nước thế gian, quan sát đều như thật. Nếu biết được như vậy, khéo nói tất cả nghĩa, hết thảy tánh cõi nước chư Phật thế gian, quan sát tất cả đều là cảnh giới chân như thật tướng. Nếu minh bạch được chân lý như vậy, biết tất cả đều là không sinh không diệt, thì mới khéo léo diễn nói tất cả nghĩa chân thật của Phật Pháp. Bấy giờ Bồ Tát Vô Úy Lâm nương oai lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Vô Úy Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Thần Như Lai rộng lớn, rốt ráo nơi pháp giới, chẳng lìa khỏi tòa này mà khắp hết mọi nơi. Pháp thần của Như Lai là tận hư không biến pháp giới, cho nên chẳng đến chẳng đi. Trong Kinh Kim Cang có nói, chẳng từ đâu đến cũng chẳng về đâu gọi là Như Lai. Thần rộng lớn của Như Lai dùng pháp giới làm thể, thần trí huệ của Như Lai chứng được cực giới, cho nên ứng thân của Như Lai chẳng lìa khỏi tòa ngồi mà đầy khắp tất cả mọi nơi, tức cũng là chẳng lìa khỏi tòa Kim Cang dưới cội Bồ Đề ở thế giới Ta Bà, chẳng lìa khỏi tòa Sư Tử Bảo Liên Hoa Tạng, cung điện Bảo Trang Nghiêm, cung trời Dạ Ma, mà đầy khắp tất cả dưới cội Bồ Đề và tất cả cung trời Dạ Ma trong mười phương. Nếu nghe pháp như vậy, cung kính tin mừng vui, mãi thoát ba đường ác, tất cả các khổ nạn. Nếu nghe được pháp viên dùng vô ngại, trùng trùng vô tận của Kinh Hoa Nghiêm, mà sinh tâm cung kính, sinh tâm tín ngưỡng, sinh tâm hoan hỷ, vui mừng, thì người đó nhất định vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, thoát khỏi tất cả khổ nạn, chẳng cát tưởng. Như qua các thế giới vô lượng không thể đếm, truyền tâm muốn lắng nghe sức tự tại Như Lai. Nếu như muốn đi qua tất cả thế giới,
gần gũi Phật, cúng dường Phật, qua vô lượng vô biên thế giới nhiều không thể đếm, đều muốn chuyên tâm để lắng nghe Phật Pháp. Đó là nhờ sức thần thông tự tại của Như Lai mới có được cảnh giới như vậy. Các Phật Pháp như vậy là vô thượng bồ đề, giả sử muốn tạm nghe, không ai có thể được. Các Phật Pháp như vậy đều là phương pháp thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử muốn tạm thời nghe Pháp thì không thể nào nghe được diệu Pháp, chẳng phát tâm bồ đề lâu dài, phải ngày ngày nghe kinh nghe Pháp thì mới đắc được lợi ích Phật Pháp. Nếu ở trong quá khứ tên Phật Pháp như vậy đã thành đấng lưỡng túc mà làm đèn thế gian, nếu như trong quá khứ tín ngưỡng kinh Hoàng Nghiêm Pháp vì diệu thâm sâu vô thượng, hoặc đã thành đấng lưỡng túc, phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ, đấng lưỡng túc tức là Phật, mà làm đèn sáng cho thế gian, hay chiếu phá tất cả đen tối thế gian, tức cũng là chẳng có tất cả thống khổ. Nếu có ai được nghe sức tự tại Như Lai, nghe rồi sinh niềm tin, họ cũng sẽ thành Phật. Nếu có ai sẽ nghe được diệu pháp kinh Hoàng Nghiêm, đó là nhờ sức thần thông tự tại của chư Phật gia bị, đó là nhờ thuở xưa đã trồng căn lành, cho nên hôm nay mới có nhân duyên nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe Pháp rồi sinh tâm tin thì mới có thể thành Phật được. Bằng không nghe Pháp rồi như gió thoảng qua tai, chẳng lưu lại, thì trong ruộng thước thứ 8 chẳng trồng xuống hạt giống căn lành. Đây là nghe mà chưa nghe, chẳng có ích gì. Nếu ai trong hiện tại nghe được Phật Pháp này cũng sẽ thành chánh giác, nói Pháp chẳng sợ hãi. Nếu như trong hiện tại tin sâu diệu Pháp kinh Hoa Nghiêm mà chẳng sinh tâm hoài nghi thì cũng sẽ được thành Phật. Lúc vì chúng sinh nói Pháp, oai đức đầy đủ, tơ hào chẳng sợ hãi, tóm lại chẳng bị uy của đại chúng nhiếp phục mà bị chướng ngại. Vô lượng vô số kiếp, Pháp này rất khó gặp. Nếu có ai được nghe nên biết nhờ nguyện xưa, trong vô lượng vô số đại kiếp phải phát đại nguyện Bồ Đề thì mới nghe được Phật Pháp. Hôm nay chúng ta nghe được Pháp lớn Hoa Nghiêm, chẳng những ở tại một vị Phật hoặc hai vị Phật gieo trồng căn lành, diệu pháp Hoa Nghiêm này thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nếu như có người nghe được pháp này, đó là nhờ thuở xưa phát nguyện lực Bồ Đề. Nếu ai hay thọ trì các Phật pháp như vậy, trì rồi rộng tuyên nói, người này sẽ thành Phật. Nếu như có người hay thọ trì diệu pháp của kinh Hoa Nghiêm, người đó hay đọc tụng giải nói rộng về mọi người tuyên nói thì người đó sẽ thành Phật. Chúng ta nghe được diệu lý của kinh Hoa Nghiêm rồi, phải nghiên cứu mới minh bạch được. Minh bạch rồi, phải y pháp tu hành thì mới chứng được quả vị diệu giác. Huống lại siêng tinh tấn, tâm kiên cố chẳng bỏ, nên biết người như vậy quyết định thành Bồ Đề. Huống là người đó lại hay thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, có tâm kiên cố, tâm kiên thành, tâm hằng thường tinh tấn mà chẳng giải đãi, dùng tâm kiên thành hằng ba tâm để tu lục độ phạn hạnh, vĩnh viễn chẳng xả bỏ, nên biết người như vậy quyết định sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giống như Bồ Tát Dược Vương đốt thần cúng dường Phật, đó là thật tinh tấn, tinh thần đó thật là vĩ đại, khiến cho người kính phục. Bấy giờ Bồ Tát Tam Quý Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó vị đại Bồ Tát Tam Quý Lâm nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quan sát khắp mười phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Tam quý là gì? Tam quý là biết hổ thẹn, cảm thấy hành động của mình chẳng đối xử tốt với người, lại chẳng đối tốt đối với chính mình, tức cũng là chẳng có lợi ích đối với người, cũng chẳng có lợi ích đối với mình. Phải sinh tâm tam quý, cải ác tự tân, nếu làm việc quấy thì nên đến trước Phật để sám hối. Do đó, tội nhiều như núi, sám hối tiêu tàn. Nếu chẳng sinh tâm sám hối thì tội nghiệp vĩnh viễn tồn tại. Tôi thường nói với các vị, hãy nhận thật lỗi mình, đừng luận bàn lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Phàm là người có tâm đại bi thì tuyệt đối chẳng nói lỗi thị phi của người khác, chẳng bình luận thiện ác của người. Nên nhớ, bất cứ là người xuất gia hoặc tại gia, đừng nói dối, dừng tạo thị phi, nên lấy từ bi làm gốc, dùng phương tiện làm cửa. Nơi nơi vì người phương tiện, đừng tìm phiền não của người. Bằng không thì tu đến thuở vị lai vẫn là chúng sinh, vĩnh viễn chẳng thành công. Nếu ai được nghe Pháp,
hy hữu tự tại này, hành sinh tâm hoàn hỷ, sớm dứt lưới nghi hoặc. Nếu có người nào nghe được bộ kinh Hoàng Nghiêm pháp kỳ diệu ít có này, thì nhất định hay sinh tâm hoàn hỷ. Vì đạo lý của bộ kinh này vừa viên dung vừa tự tại, cảnh giới của bộ kinh này trùng trùng vô tận trùng trùng, nghe được pháp này thì sẽ mau chóng dứt trừ lưới nghi hoặc. Tại sao chúng ta có tâm tham, tâm sân, tâm si? Vì không được nghe Phật pháp. Muốn chẳng còn tâm ba độc thì hãy mau buông xả tất cả, chân thật đến học Phật pháp. Cho dù không mặc y áo, không ăn cơm, không ngủ nghỉ, cũng phải học Phật pháp. Tại sao? Vì y áo, cơm, ngủ nghỉ là sự hưởng thụ tạm thời, nhưng học Phật pháp có thể đắc được an vui vĩnh viễn, đó mới là an vui chân chánh. Tất cả người tri kiến tự nói lời như vậy, Như Lai biết tất cả, cho nên khó nghĩ bàn. Tất cả người có chánh tri chánh kiến tự nói như vậy. Phật là bậc thánh nhân đại trí huệ, chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấy. Do đó cho nên không thể nghĩ bàn. Tư tưởng của phàm phu không thể minh bạch lời lẽ ở trên. Không có từ vô trí mà sinh ra trí huệ, thế gian thường tối tăm, cho nên không thể sinh. Bổn lai chẳng có trí huệ thì không thể sinh ra trí huệ, phải học pháp môn bát nhã mới có thể sinh ra trí huệ. Do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, vì thế gian luôn luôn là đen tối, cho nên không thể sinh ra trí huệ. Như sắc và phi sắc, đây hai chẳng phải một, trí vô trí cũng vậy, thể đó đều khác biệt. Đạo lý có trí huệ và không có trí huệ giống như vàng và màu vàng, tuy là một, nhưng vàng là vàng, màu là màu, vàng là màu trên danh từ là hai, cho nên nói đầy hai chẳng phải một. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng đạo lý ấy, thể của nó khác nhau. Như tướng và vô tướng, sinh tử và niết bàn, phân biệt đều khác nhau, trí vô trí cũng vậy. Lại giống như có tướng và không có tướng, có hình tướng là tướng, không hình tướng vẫn là tướng, nhưng tướng và vô tướng khác nhau, một là có, một là không có. Sinh tử và niết bàn phân biệt đều có sự khác nhau. Sinh tử phải thọ luân hồi, niết bàn thì chấm dứt sinh tử, nhưng niết bàn thì chẳng còn sinh tử. Sinh tử chẳng phải là niết bàn, mỗi cái có danh từ khác nhau. Đạo lý có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy. Thế giới mới thành lập chẳng có tướng bại hoại, trí vô trí cũng vậy, hai tướng chẳng một thời. Thế giới là do thành trụ hoại không bốn trùng kiếp thành lập, trong mỗi kiếp có 20 tiểu kiếp. Thời kỳ thành lập thì chẳng có tướng bại hoại hiện ra, có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, hai tướng này không thể đồng thời cùng có. Như Bồ Tát sở tâm chẳng cùng với hậu tâm, trí vô trí cũng vậy, hai tâm chẳng cùng thời. Giống như Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề chẳng cùng với tâm kim cang cuối cùng, có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, hai thứ tâm đó không thể đồng thời cùng có. Ví như các thức thân mỗi mỗi chẳng hòa hợp, trí vô trí cũng vậy, rốt ráo chẳng hòa hợp. Các thức tâm tức là sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, cho nên sinh ra sáu thứ tâm phân biệt gọi là sáu thức: nhãn thức và nhĩ thức, tỷ thức và thiệt thức, thần thức và ý thức. Đều có tướng của nó, đều có công dụng của nó, không thể hòa hợp. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, hoàn toàn không thể hòa hợp. Vì chẳng cùng một dạng cho nên chẳng hòa hợp với nhau. Như thuốc A giả đà hay giải tất cả độc, có trí cũng như vậy, hay tiêu diệt vô trí. A giả đà dịch là phổ khử, nó hay khử trừ hết tất cả bệnh độc, còn gọi là thuốc bất tử hay tiêu trừ tất cả độc, cho nên không thể chết. Thuốc A già đà hay giải trừ tất cả độc, có trí huệ cũng như vậy, hay trừ khử tất cả độc. Độc gì? Đó là độc tham sân si, độc tà kiến, độc đố kỵ, độc phiền não, độc ngu si. Có trí huệ quang minh thì sẽ phá tan tất cả ngu si đen tối. Như Lai chẳng ai hơn, cũng chẳng ai bằng được, tất cả không thể sánh, cho nên khó gặp được. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng có ai cao hơn Phật, cho nên Phật gọi là vô thượng sĩ. Cũng chẳng có ai bằng Phật, tất cả không thể nào sánh với tướng tốt của Phật. Do đó cho nên trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được pháp thân của Phật. Bây giờ Bồ Tát Tinh Tấn Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Lâm nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp mười phương tất cả chúng sinh,
dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Các pháp không khác biệt, chẳng có ai biết được, chỉ Phật với Phật biết, vì trí huệ rốt ráo. Các pháp chẳng có tánh khác biệt, một pháp tức là tất cả pháp trở về một pháp. Đến nơi rốt ráo thì một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Phật pháp như hư không, chẳng ai thấu hiểu Phật pháp. Chỉ có Phật mới biết rõ nghĩa vi diệu của tất cả pháp. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật một thể. Do đó, mười phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân. Tại sao Phật với Phật biết nghĩa chân thật của pháp? Vì trí huệ của Phật đã đạt đến cảnh giới rốt ráo. Như vàng và màu vàng, tánh đó chẳng khác biệt. Pháp vì pháp cũng vậy, thể tánh chẳng khác gì. Pháp và phi pháp giống như vàng và màu vàng, tánh đó chẳng có gì phân biệt. Vì thể tánh và tánh đều là không, chẳng có gì khác biệt. Pháp là pháp lành, phi pháp là pháp ác. Trong Bách Luận có nói, pháp còn phải xả bỏ, hà huống là phi pháp. Trong Kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải xả bỏ, hà huống là phi pháp. Đây là dạy người đừng chấp trước vào tất cả pháp. Chúng sinh, phi chúng sinh, hai đều chẳng chân thật. Các pháp tánh như vậy, thật nghĩa đều chẳng có. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh, chúng sinh phân tán mà diệt, đều là hư vọng không thật. Cho nên nói, chúng sinh phi chúng sinh, hai đều chẳng chân thật. Giống như ở trước, có nói về thể tánh đủ thứ pháp, nhưng có lời nói, đều chẳng thật nghĩa. Phàm là pháp nói ra được, thì thật nghĩa đều chẳng có. Ví như đời vị lai, chẳng có tướng quá khứ, các pháp cũng như vậy, chẳng có tất cả tướng. Ví như đời vị lai chưa đến, tất nhiên chưa đến thì chẳng có tướng quá khứ, cũng chẳng có tướng hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, hiện tại vẫn không ngừng, cho nên chẳng có hình tướng quá khứ. Các pháp và đạo lý ba đời là như nhau, chẳng có tất cả tướng. Ví như tướng sinh diệt, đủ thứ đều chẳng thật, các pháp cũng như vậy, tự tánh chẳng chỗ có. Ví như tướng sinh và diệt, sinh cũng chẳng nhất định là sinh, diệt cũng chẳng nhất định là diệt. Sinh diệt chẳng có một thật tướng. Nếu là thật có thì không thể diệt, nếu không thể diệt thì không thể sinh. Phàm là có sinh có diệt thì đều chẳng chân thật. Các pháp cũng như vậy, tự tánh chẳng chỗ có, tức cũng chẳng có một thể tướng. Niết bàn không thể lấy. Nói thời có hai thứ, các pháp cũng như vậy, phân biệt có thủ khác. Niết bàn là không, lấy thời không thể được. Nói thời có hai thứ, một là có hữu dư niết bàn của hàng nhị thừa, hai là vô dư niết bàn của Bồ Tát. Đây bất quá là danh từ mà thôi, rốt ráo là liễu bất khả đắc. Các pháp cũng như vậy, nếu phân biệt nó thì có sự thủ đặc khác biệt. Như nương sờ đếm vật mà có sự năng đếm, tánh đó không chỗ có, biết rõ pháp như vậy. Giống như nương theo vật tính đếm, có vật tính đếm thì mới có người hay đếm. Vật tính đếm và người hay đếm, tánh đó chẳng chỗ có, thấu rõ tất cả pháp như vậy, thì như vậy. Ví như pháp toán số, thêm một đến vô lượng. Pháp đếm không thể tánh, vì trí huệ khác biệt. Ví như phương pháp toán số, một khi bắt đầu thì có một, lại thêm một tức là hai, lại thêm một là ba, cho đến thêm vô lượng một, thì số vô lượng. Do đó, một làm vô lượng là một. Trở về nguồn cội vẫn là một. Pháp toán số vốn chẳng có thể tánh, song vì người dùng trí huệ tính đếm để phân biệt, cho nên mới có sự khác biệt. Ví như các thế gian, kiếp thiêu có hết sạch, hư không chẳng tổn hại, Phật trí cũng như vậy. Hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh thế gian đều có tánh mạng. Mỗi loài chúng sinh có thọ mạng dài hoặc ngắn đều chẳng giống nhau. Thế gian quả địa cầu, lúc thành thì sinh trưởng, lúc trụ thì khỏe mạnh, lúc hoại thì bệnh hoạn, lúc không thì chẳng còn nữa. Thế gian đến lúc kiếp lửa, ban nạn lớn, thì nước biển tự động sẽ khô cạn, sơn hà đại địa thiêu thành tro. Song hư không chẳng có tướng tổn hại, vì hư không vốn chẳng có một vật. Trí huệ của Phật cũng như vậy, như hư không chẳng có tổn hại gì. Như mười phương chúng sinh đều lấy tướng hư không, chư Phật cũng như vậy, thế gian vọng phân biệt. Giống như mười phương hết thảy chúng sinh đều muốn thủ lấy tướng hư không, song chẳng màng lấy hư không như thế nào, vẫn là tướng hư không chẳng có tổn hoại. Chư Phật cũng như vậy, lấy chẳng hết, dụng chẳng cạn. Chúng sinh thế gian
Vì có phân biệt hư vọng mới sinh ra pháp và phi pháp, đủ thứ sự phân biệt khác nhau. Bấy giờ Bồ Tát Lược Lâm, nhờ ngoại lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Lược Lâm, ngài nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Tất cả chúng sinh giới đều ở trong ba đời các chúng sinh đều ở trong năm uẩn. Chính pháp giới chúng sinh đều ở trong ba đời, chẳng màng là chúng sinh quá khứ, chúng sinh hiện tại, chúng sinh vị lai, hoàn toàn đều ở trong năm uẩn ràng buộc, chẳng được giải thoát. Các uẩn nghiệp là gốc, các nghiệp tâm là gốc, tâm pháp giống như huyễn, thế gian cũng như vậy. Tất cả uẩn dùng nghiệp làm gốc, tạo nghiệp thì sinh ra sắc thọ tưởng hành thức, năm uẩn. Tất cả nghiệp dùng tâm làm gốc, nghiệp là từ tâm chúng sinh mà sinh ra, do đó tất cả do tâm tạo. Tâm pháp chẳng phải là chân thật, nó giống như huyễn hóa. Tất cả hết thảy thế gian cũng là hư huyễn, chẳng có thật thể. Tất nhiên biết là hư vọng không thật, sao lại chấp trước? Thế gian chẳng tự làm, cũng chẳng phải họ làm, mà nó được hình thành, cũng lại có hủy hoại. Thế gian này chẳng phải mình tự làm ra, cũng chẳng phải riêng người nào làm ra. Nó có lúc thành, cũng có lúc hoại, vì thế gian cũng có mạng sống, cho nên có thành tất có hoại, thành trụ hoại không bốn tướng, chấm dứt rồi bắt đầu, tuần hoàn không ngừng. Thế gian tuy có thành, thế gian tức có họa, người thấu đạt thế gian, cả hai không đáng nói. Tuy thế gian có thành có hoại, nhưng nếu thấu rõ thông đạt hiện tượng của thế gian, cũng biết đó là hư vọng không thật. Kỳ thật, thế giới cũng chẳng có thành, cũng chẳng có họa, cho nên không đáng nói có tướng thành hoại. Thế nào là thế gian, thế nào phi thế gian? Thế gian phi thế gian chỉ là tên khác biệt. Thế nào mới là thế gian, thế nào mới là phi thế gian? Nó là thế gian hoặc phi thế gian, bất quá có tên gọi khác nhau mà thôi. Kỳ thật bổn thể là hư vọng chẳng thật. Pháp ba đời năm uẩn nói tên là thế gian, đó diệt phi thế gian, chỉ tên giả như vậy. Pháp ba đời và năm uẩn là phương tiện giả mượn cho nó tên gọi. Mà gọi là thế gian, nó hay diệt, chẳng phải thế gian, là tên giả mà thôi. Thế nào nói các uẩn? Các uẩn có tánh gì? Tánh uẩn không thể diệt, cho nên nói không sinh. Nói pháp năm uẩn như thế nào? Năm uẩn lại có thể tánh gì? Tánh của năm uẩn không thể diệt, tất nhiên chẳng có diệt, sao lại có sinh? Có sinh thì có diệt, chẳng có diệt thì chẳng có sinh. Cho nên nói pháp thế gian và năm uẩn đều là hư vọng không thật, đừng chấp trước nó. Phân biệt các uẩn này, tánh nó vốn không tịch, vì không chẳng thể diệt, đây là nghĩa không sinh. Phân biệt pháp năm uẩn, thể tánh của nó vốn là không tịch, chẳng có hình tướng, vì là không cho nên không thể diệt. Tất nhiên không thể diệt thì sao lại có sinh, đây là đạo lý không sinh không diệt. Chúng sinh tức như vậy, chư Phật cũng như thế, Phật và các Phật Pháp tự tánh chẳng chỗ có. Chúng sinh tất nhiên là như vậy, đều là không, vậy bổn thể của chư Phật cũng là không. Do đó, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Phật và các Phật Pháp cũng như hư không, tự tánh chẳng chỗ có. Biết được các Pháp này như thật chẳng điên đảo, người thấy biết tất cả, thường thấy ở trước họ. Nếu mình bạch được chúng sinh thế gian năm uẩn các Pháp đều là hư vọng không thật, thì còn chấp trước vào cái gì? Nếu chấp trước thì bất quá chấp trước vào hư không mà thôi. Vậy hư không có gì để chấp trước? Nếu minh bạch đạo lý này thì chẳng bị tất cả mọi điên đảo. Người nào thấy biết như vậy thì chư Phật thường hiện ở trước mặt họ. Đây là dạy người đừng chấp trước tướng. Do đó chấp tướng đầu đầu si, vô vi lại là không. Phàm là chấp tướng gì, chấp gì cũng đều sai. Nếu nói gì cũng chẳng có thì đó là lạc vào không vọng. Chẳng lạc về không, chẳng lạc về có mới là trung đạo. Do đó, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Vì chân không chẳng không cho nên mới có diệu hữu chẳng hữu mới là chân không. Bấy giờ Bồ Tát Hạnh Lâm nương ngoại lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Hạnh Lâm, ngài nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật.
Ví như mười phương giới, tất cả các đất đai, tự tánh chẳng chỗ có, chẳng đâu mà không có. Phật Pháp giống như các đất đai của đại địa trong mười phương tất cả thế giới. Bổn thể của nó chẳng chỗ có, song chẳng có một nơi nào mà chẳng có đất. Hết thảy tất cả thế giới đều có đất đai. Thần Phật cũng như vậy, khắp hết các thế giới, đủ thứ các sắc tướng, chẳng trụ, chẳng nơi đến. Pháp thần của Phật giống như đất đai, khắp hết thảy mọi nơi, trong mười phương thế giới, thân Phật đều khắp hết. Phật hiện ra các sắc tướng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, chẳng có chủ tể, cũng chẳng có đến, cũng chẳng có đi, như hư không, chẳng trụ, chẳng nơi đến. Nhưng vì nhờ các nghiệp, gọi tên là chúng sinh, cũng chẳng lìa chúng sinh mà đắc được các nghiệp. Chúng sinh là do nghiệp báo mà thành tựu, nghiệp chẳng phải riêng một thứ nghiệp, mà là có đủ thứ nghiệp. Có đủ thứ nghiệp nên thọ đủ thứ báo. Vì phải thọ báo cho nên làm chúng sinh, nghiệp thì ở trong chúng sinh, chứ chẳng phải lìa khỏi chúng sinh, mà riêng ngoài có nghiệp. Sự thành tựu của nghiệp là năm uẩn, chẳng phải năm uẩn lại tạo nghiệp, mà là tạo nghiệp sinh ra năm uẩn. Tánh nghiệp vốn không tịch, chỗ chúng sinh y chỉ, khắp làm các sắc tướng cũng lại chẳng chỗ đến. Tánh nghiệp vốn là không tịch, do đó rõ được nghiệp chướng vốn là không, chẳng rõ thì phải trả nợ nghiệp cũ. Nếu như thấu rõ giác ngộ, thì nghiệp chướng vốn không tịch. Một niệm mê hoặc thì bị nghiệp chướng che đậy, nên không thể không tịch. Do đó phải thọ quả báo trả nợ tội nghiệp đời trước. Chúng sinh y trì tánh nghiệp mới có tất cả sắc tướng. Chúng sinh cũng chẳng đến chẳng đi, vì tánh nghiệp vốn không tịch cho nên chẳng có chỗ đến. Các sắc tướng như vậy, nghiệp lực khó nghĩ bàn, thấu đạt gốc rễ nghiệp, trong đó chẳng chỗ thấy. Đủ thứ sắc tướng như vậy là do nghiệp lực tạo thành, cũng là khó nghĩ bàn. Mình bạch đạo lý gốc rễ của nghiệp là không tịch, thì trong nghiệp chẳng tìm được gì để thấy. Thần Phật cũng như vậy, bất khả đắc tư nghì, đủ thứ các sắc tướng khắp hiện mười phương cõi. Pháp thần của Phật cũng như vậy, không thể suy tư, không thể luận bàn. Đủ thứ các sắc tướng của Phật thể hiện nơi mười phương các cõi Phật, nhưng bản thể của Phật chẳng động, chẳng lìa khỏi Bồ Đề đạo tràng tòa kim cang dưới cội Bồ Đề. Thân cũng chẳng phải Phật, Phật cũng chẳng phải thân, chỉ dùng pháp làm thân, thông đạt tất cả pháp. Tuy Phật thị hiện đủ thứ sắc thân, nhưng chẳng chấp trước nơi sắc tướng. Sắc thân của Phật chẳng phải là Phật thật, Phật chân thật thì chẳng đến chẳng đi, khắp hư không của pháp giới, vô tại mà vô bất tại, lấy báo thân nhận là Phật, đó là sai lầm. Không thể chấp trước về thân thể, buông xả chẳng đặng nó. Phật dùng pháp thân làm thân, pháp thân là khắp tất cả mọi nơi, tất cả pháp đều thuộc về pháp thân của Phật. Nếu thông đạt được tất cả, thì tức cũng là thấy được thân Phật. Nếu thấy được thân Phật thanh tịnh như pháp tánh, người đó nơi Phật pháp tất cả chẳng nghi hoặc. Nếu như có người thấy được chân thân của Phật, chân thân của Phật là thanh tịnh giống như pháp tánh, do đó các pháp tướng vắng lặng, không thể dùng lời giải. Hết thảy pháp tánh là vắng lặng, chẳng động. Người đó nếu minh bạch đạo lý này, thì tất cả chẳng chấp trước, đối với tất cả Phật pháp sẽ chẳng sinh tâm nghi hoặc. Tại sao? Vì pháp vô định pháp, cho nên pháp cũng không thể chấp trước. Nếu chẳng chấp trước, thì còn có gì hoài nghi, còn có gì chẳng minh bạch, tất cả chẳng chấp, thì tất cả sẽ thấu rõ. Nếu thấy tất cả pháp bản tánh như niết bàn, đó là thấy Như Lai rốt ráo chẳng chỗ trụ. Nếu thấy được bản thể của pháp là tướng vắng lặng, bản tánh của tất cả pháp là không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Nếu mình bạch đạo lý này, thì thấy được pháp thân của Phật, thấy pháp thân chẳng chỗ trụ, thì rốt ráo chẳng chỗ chấp trước. Nếu tụ tập chánh niệm rõ suốt thấy chánh giác, không tướng không phân biệt, đó gọi là pháp vương tử. Nếu tu tập chánh niệm chẳng có chấp trước, thì sẽ thông đạt tất cả các pháp thật tướng mà đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác. Quả vị đó không tướng không phân biệt, danh tự đó gọi là pháp vương tử, con của đấng pháp vương, tức là sẽ kế thừa vị pháp vương Phật. Phật là pháp vương, Bồ Tát là con của đấng pháp vương. Muốn làm Phật thì trước làm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát Giác Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng:
Lúc đó, vị Đại Bồ Tát Giác Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp mười phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Ví như nhà họa sĩ phân bày các màu sắc, hư vọng lấy tướng khác, đại chúng chẳng khác biệt. Tâm của con người giống như họa sĩ, lúc muốn họa thì trong tâm trước hết muốn họa trên giấy những gì, làm thế nào để phối hợp các màu sắc xanh vàng đỏ trắng đen, phân bày các màu sắc. Đây là nương sự vật khởi tánh, nương tờ giấy trắng và đủ các màu sắc vẽ ra nương sự vật họa khởi tánh, hư vọng lấy tướng khác. Đây là biến kế chấp tánh, họa như thế nào, họa những gì, kỳ thật họa gì cũng đều hư vọng chẳng thật, đại trùng không khác biệt. Đây là viên thành thật tánh, căn bản chẳng có gì phân biệt. Vị họa sĩ đó muốn vẽ sơn thủy, hoặc vẽ nhân vật, hoặc vẽ cây cỏ, hoặc vẽ cầm thú, chim cá, các tướng khác nhau, song tờ giấy trắng đó chẳng có gì phân biệt, mà là dùng màu sắc khác nhau, sự lấy tướng khác nhau cho nên sự họa vẽ ra cũng khác nhau. Đại chúng đó ví như chân như hình sắc của chúng sinh điên điên đảo đảo, chẳng lìa khỏi thường trụ chân tâm, tức cũng chẳng lìa khỏi tánh như lai tạng. Ở đây có trần không diệu hữu, chúng sinh tức là tướng điên đảo, không nên làm mà làm, nên làm mà chẳng làm, không nên lấy mà lấy, nên lấy mà không lấy, không nên nói mà nói, nên nói mà không nói, giống như trời mưa đá hột nào cũng trong suốt. Kẻ ngu si cho rằng là trân châu, thấy nó lóng lánh đẹp đẽ, bèn lượm rất nhiều hột để vào trong dương, chẳng bao lâu thì đá tàn thành nước. Đó là lỗi lầm không nên lấy mà lấy. Sau đó kẻ ngu si gặp hạt châu thật, anh ta lại nghĩ đây là hạt đá sẽ tan thành nước không thể lấy. Đây là đạo lý đáng lấy mà không lấy. Chúng sinh là điên đảo như thế, chẳng phân được thị phi trắng đen, khởi cảm tạo nghiệp thọ báo, luân chuyển không ngừng. Trong đại trùng không sắc, trong sắc không đại trùng, cũng chẳng lìa đại trùng mà có được màu sắc. Trong giấy vốn chẳng có màu sắc, hoặc dùng nhiều màu sắc hoặc dùng ít màu sắc thì họa ra sẽ có màu sắc. Đây là đạo lý y trần khởi vọng. Trong trần như tự tánh, bổn lai gì cũng chẳng có, là trắng không, song nương trần mà sinh ra vọng. Bổn lai trong trần chẳng có vọng, do đó trần chẳng khởi vọng, cho nên mới nói trong sắc không đại trùng. Vọng này không thể sinh trần, càng họa thì màu sắc càng chẳng giống, che lấp tờ giấy trắng nguyên thủy của nó, giống như từ chân, chân như sinh ra vô minh. Vô minh sinh ra phiền não thì tham sân si đều hiện ra. Tuy nhiên nói trong đại trùng không sắc, trong sắc không đại trùng, dòng sắc này cũng chẳng lìa khỏi đại trùng này, tức cũng là lìa khỏi chân cũng chẳng có vọng. Nếu lìa khỏi đại trùng, lìa khỏi chân như tự tánh thì tất cả hết thảy phiền não vô minh đều chẳng còn. Đây là chân tâm của chúng ta hiện ra một thứ vọng tưởng, song trong vọng tưởng không thể hiện ra chân tâm, vọng tưởng cũng chẳng lìa khỏi chân tâm. Đây giống như đạo lý phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Đó là đạo lý nói rõ về chân như, cho nên mới nói cũng chẳng lìa đại trùng mà có được màu sắc. Chẳng phải lìa khỏi chân như tự tánh mà có phiền não và vọng tưởng. Vọng tưởng là nương chân khởi vọng, song vọng chẳng hiện chân, vì có vọng rồi chân cũng chẳng hiện. Trong tâm không màu vẽ, trong màu vẽ không tâm, nhưng chẳng lìa nơi tâm mà có được màu vẽ. Trong tâm vốn chẳng có màu vẽ gì, rõ là bất khả đắc. Tuy nhiên trong tâm tìm chẳng ra màu vẽ, song trong màu vẽ cũng tìm chẳng ra tâm, tâm vẽ vẫn không lìa khỏi. Nếu lìa khỏi tâm thì vẽ chẳng ra vẽ, lìa khỏi vẽ thì cũng chẳng có tâm họa vẽ, cho nên không thể lìa khỏi tâm riêng ngoài có màu vẽ. Họa màu vẽ là dùng tâm để họa vẽ, tuy nhiên dùng tâm họa vẽ, nhưng trong họa vẽ chẳng có tâm. Tâm đó luôn không trụ, vô lượng khó nghĩ bàn, thị hiện tất cả sắc, thầy đều chẳng biết nhau. Tâm họa vẽ thường chẳng chỗ trụ, họa vẽ vô lượng vô biên, nhưng nghĩ chẳng được rốt ráo họa vẽ bao nhiêu. Trong đại chúng thị hiện tất cả màu sắc, mỗi trang họa vẽ với trang họa vẽ chẳng biết nhau, chẳng nhận thức nhau được. Ví như nhà họa sĩ không thể biết tâm mình, vì chỉ do tâm vẽ, các pháp cũng như vậy. Giống như nhà họa sĩ khéo vẽ họa, khi ông ta vẽ họa thì chỉ biết vẽ họa, cứu kính họa vẽ gì cũng chẳng biết rõ. Bất quá tùy duyên ứng họa vẽ mà thôi,
Do tâm nghĩ họa thì họa, tất cả các pháp tánh cũng giống như tâm họa vẽ. Tâm như nhà họa sĩ hay vẽ các thế gian, năm uẩn từ tâm sinh, không khác gì chẳng tạo. Tâm của con người giống như nhà họa sĩ hay họa ra tất cả cảnh giới của thế gian, sơn hà đại địa, sùng là vạn tượng đều họa vẽ ra được. Sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn cũng từ tâm sinh ra, giống như họa vẽ. Trước hết sinh ra sắc pháp, sau đó đủ thứ pháp đều sinh ra, cho nên nói không pháp gì chẳng sinh. Do đó, tâm sinh đủ thứ pháp sinh, tâm diệt đủ thứ pháp diệt. Tâm sinh diệt này chẳng phải là chân tâm. Chân tâm thì chẳng sinh chẳng diệt, đó là vọng tâm. Do vọng tâm mà khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Vốn phiền não gì cũng đều chẳng có, vì một niệm vọng, dùng vọng đuổi theo vọng, truy đuổi với nhau, thì sẽ cách chân càng xa. Nếu trở lại, bỏ mê trở về giác, trở về nguồn cội thì sẽ về đến nhà cố hương vốn có. Như tâm Phật cũng thế, như Phật chúng sinh vậy, nên biết Phật với tâm, thể tánh đều vô tận. Do đó, Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả tâm, nếu không tất cả tâm, đâu dùng tất cả pháp. Bài kệ này là nói về tâm của chúng sinh trùng trùng vô tận. Phật mới nói pháp trùng trùng vô tận giống như tâm và Phật, giống như tâm với chúng sinh cũng như vậy, nên biết Phật và tâm sinh diệt của mình, thể tánh đều vô cùng vô tận. Nếu người biết tâm hành khắp tạo các thế gian, người đó tức thấy Phật, rõ Phật chân thật tánh. Nếu như có người biết tâm và tư tưởng là như vậy, khắp tạo ra tất cả cảnh giới thế gian, nếu ở trong tục đế mà tìm được chân đế, ở trong vọng tìm được chân, thì trở về nguồn cội, người đó sẽ thấy được Phật mà minh bạch thể tánh chân thật của Phật. Tâm chẳng trụ nơi thân, thân chẳng trụ nơi tâm, mà làm được Phật sự tự tại chưa từng có. Do đó thường trụ chân tâm, tánh tịnh thể sáng, tức cũng là chân như, tức cũng là tánh Như Lai tạng. Tâm này chẳng ở trong thân, chẳng ở ngoài thân, cũng chẳng ở giữa, cho nên mới nói tâm chẳng trụ nơi thân. Thân thì có hình tướng, tâm thì chẳng có hình tướng khắp mọi nơi, tức cũng là đạo lý. Trong đại trùng không sắc, trong sắc không đại trùng. Chẳng lìa đại trùng mà có được màu sắc, cũng có thể nói trong tâm chẳng màu vẽ, trong màu vẽ không tâm. Con người chẳng lìa nơi tâm mà có được màu vẽ. Lại có thể nói băng chẳng trụ nơi nước, nước chẳng trụ nơi băng. Băng chẳng phải nước, nước chẳng phải băng, song do nước mà biến thành băng, do băng mà biến thành nước. Cho nên nói trong chân tâm có vọng, vọng không hiện chân. Trong chân tâm có vọng tâm, trong vọng tâm không thể hiện ra chân tâm. Cho nên mới nói thân chẳng trụ nơi tâm, song thân và tâm cùng nhau nương giữ mà có thể làm đủ thứ Phật sự. Đây là pháp sự lý vô ngại, viên dung cùng khắp, cảnh giới tự tại chưa từng có. Nếu người muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Nếu như có người muốn thấu rõ tất cả chư Phật mười phương ba đời, thì hãy quan sát tánh pháp giới. Pháp giới là chân như thật tánh, chỉ tâm thức quán. Tất cả hết thảy cảnh giới đều do tâm tạo ra. Hiện tại kể về câu chuyện vào đời Đường Tống Văn Minh Nguyên Niên, năm 684 Tây Lịch, có người xuất gia tên là Vương Minh Cán, là người Lạc Dương, tuy xuất gia tu hành nhưng chẳng có giới hạnh, lại chẳng tu việc thiện. Một ngày nọ do bệnh mà qua đời, bị hai con quỷ vô thường dẫn đến trước cửa địa ngục. Ông ta gặp một vị hòa thượng Bồ Tát Địa Tạng dạy ông ta một bài kệ: nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán sát như vậy, tâm tạo các Như Lai. Khiến cho ông ta tụng niệm cho nên thoát khỏi khổ địa ngục. Do đó ông ta chuyên tâm tụng niệm. Lúc đến điện Diêm Vương thì vua Diêm Vương thấy ông ta trên đầu phóng quang, bèn hỏi ông ta: ông lúc sinh tiền làm những công đức gì? Đáp: tôi chỉ niệm bài kệ 4 câu. Vua Diêm Vương lại hỏi: 4 câu gì? Niệm cho tôi nghe thử xem. Ông ta đọc lên bài kệ đó, thì nơi nào nghe được, phạm là người thọ khổ đều được giải thoát. Vua Diêm Vương vì thấy ông ta có công đức này, bèn cho ông ta trở lại dương thế, tuyên nói bài kệ này. Dương Minh Cán chết rồi 3 ngày sau lại sống dậy, nhớ rõ bài kệ này, bèn hỏi pháp sư Tăng Định ở chùa Không Quán rằng: bài kệ này ở trong kinh nào?
thì tìm thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Các bạn hãy nghĩ xem, chỉ niệm một bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm mà có công đức lớn như thế. Nếu niệm tụng toàn bộ bài kệ trong kinh thì đương nhiên có công đức không thể nghĩ bàn. Bấy giờ Bồ Tát Chí Lâm nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó vị Đại Bồ Tát Chí Lâm nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. Chỗ lấy không thể lấy, chỗ thấy không thể thấy, chỗ nghe không thể nghe, một tâm không nghĩ bàn. Chúng sinh vì có sự chấp trước có lấy, thấy, nghe, nghĩ, bốn thứ chấp trước cho nên không đắc được lợi ích của Pháp. Nếu chỗ lấy không thể lấy, chỗ thấy không thể thấy, chỗ nghe không thể nghe, chỗ nghĩ không thể nghĩ, vậy thì vẫn chấp trước gì? Bốn câu kệ này là dạy bạn đừng chấp trước vào sự, cũng đừng chấp trước vào lý. Sự lý vô ngại, vì tất cả cảnh giới đều là hư vọng không thật, đừng chấp trước. Cho nên mới nói một tâm không nghĩ bàn. Hữu lượng và vô lượng cả hai không thể lấy. Nếu có người muốn lấy, rốt ráo không chỗ được. Có số lượng hay không có số lượng, cả hai pháp này đều có sinh diệt. Cho nên mới nói cả hai không thể lấy. Nếu như có người chấp trước hữu lượng và vô lượng làm quy tắc, thì cuối cùng hữu lượng cũng chẳng có, vô lượng cũng chẳng có, đều là một pháp chẳng lập, vạn pháp chẳng sanh. Nếu mình bạch đạo lý các pháp thật tướng thì tất cả đều không thể lấy. Không nên nói mà nói, đó là tự khi dối, việc mình chẳng thành tựu, chẳng khiến chúng hoan hỉ. Không nên nói mà nói, đây là nói dối. Không nên nói dối mà nói dối, đây là tự lừa gạt mình. Nên nói mà không nói cũng là nói dối, cũng là lừa gạt mình. Việc lớn của mình chưa rõ thì không thể có sự thành tựu, vì mình chẳng chứng quả, thiếu đức hạnh thì không thể khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Phật Bồ Tát vì có oai đức lớn cho nên khiến cho chúng sinh thấy mà sinh tâm đại hoan hỷ. Chúng ta người tu đạo thì nhất định phải nói lời chân thật, thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe, không được nói dối. Nếu không nói lời chân thật thì dù giảng kinh thuyết pháp cũng chẳng có ai đến nghe, dù có người đến nghe cũng chẳng sinh tâm hoan hỷ. Do đó sinh tử của mình tự mình lo, mình ăn cơm thì mình no. Việc của mình thì tự mình làm, không thể quên đi việc của mình sinh tử mà không làm, mà đi bỏ gốc tìm ngọn. Nếu xả bỏ gốc rễ, đi truy tìm ngọn ngành thì chẳng có ích gì. Phương pháp tu hành là sinh tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, phải diệt trừ tâm ích kỷ, tâm đố kỵ, tâm ngã mạn. Ở trong đạo tràng đừng tồn tại những tâm tà chẳng tránh thưởng đó. Phải đem việc có lợi ích nhường cho mọi người, việc chẳng có lợi ích thì để lại cho mình. Đấy tức là hành đạo Bồ Tát. Có người khen Như Lai vô biên diệu sắc thân, hết cả vô số kiếp, không thể thuật khen hết. Có người muốn khen ngợi Phật, khen ngợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp diệu sắc thân của Phật, song Phật chẳng động tâm. Khen ngợi Ngài thì Ngài cũng như như chẳng động, vì báng Ngài thì Ngài cũng như như chẳng động. Tại sao? Vì Phật chẳng chấp trước, do đó tám gió thổi chẳng lay. Dù có hết trọn vô số kiếp thời gian để khen ngợi Phật, cũng không thể nào nói hết được cảnh giới tướng tốt trang nghiêm của Phật. Ví như trầu như ý hay hiện tất cả sắc, không sắc mà hiện sắc, chư Phật cũng như vậy. Tâm của chúng ta giống như trầu như ý hay tại tâm mãn nguyện, lại hay hiện ra tất cả cảnh giới. Tất cả cảnh giới chẳng lìa khỏi tâm mình. Trong tâm vốn chẳng có cảnh giới gì có thể hiện, song trong sự chẳng có cảnh giới mà hiện ra cảnh giới, đây là diệu không thể tả. Mười phương ba đời tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Lại như tịnh hư không, chẳng sắc không thể thấy, tuy hiện tất cả sắc, chẳng thấy được hư không. Chân tâm của chúng ta lại ví như hư không thanh tịnh, chẳng có tất cả sắc tướng có thể thấy. Tuy nhiên hư không chẳng có màu sắc, song trong trần không có diệu hữu hay hiện ra tất cả sắc. Tất cả sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc đều ở trong hư không hiện ra, chẳng có ai thấy được bổn tướng của hư không là như thế nào. Hư không chẳng có tướng mạo, chẳng có thể tánh, tánh như lai tạng chân tâm cũng như vậy. Chư Phật cũng như vậy, khắp hiện vô lượng sắc, chẳng phải chỗ tâm hành, tất cả không thấy được. Mười phương chư Phật cũng là không tướng hiện tướng, không sắc hiện sắc, giống như hư không chẳng có màu sắc mà hiện ra màu sắc.
Đây là đạo lý trần khổng diệu hữu. Phật có thể trong mười phương thế giới thị hiện thành Phật. Mỗi vị Phật đều đầy đủ tướng tốt trang nghiêm thần. Cảnh giới này chẳng phải tâm lượng của chúng sinh biết được. Tất cả chúng sinh không thể thấy được pháp thân của Phật. Tùy nghe tiếng Như Lai, tiếng chẳng phải Như Lai, cũng chẳng lìa nơi tiếng, biết được chánh đẳng giác. Tất cả chúng sinh tuy đều nghe được âm thanh của Phật nói Pháp, nhưng âm thanh đó chẳng phải là Phật. Song âm thanh thuyết Pháp chẳng lìa khỏi Phật, cũng không thể trụ âm thanh tức là Phật, cũng không thể lìa khỏi âm thanh của Phật nói Pháp. Minh bạch được đạo lý này thì biết được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ đề chẳng đến đi lìa tất cả phân biệt, sao lại ở trong đó tự nói hay thấy được. Tâm giác đạo cũng chẳng đến chẳng đi, nó lìa khỏi tất cả tâm thức phân biệt, sao lại có thể nói ở trong bồ đề đắc được bồ đề hoặc thấy được Phật. Nếu người nào có sự suy nghĩ như thế thì vĩnh viễn chẳng đắc được bồ đề. Chư Phật chẳng có pháp, Phật nơi nào có nói, chỉ tùy theo tâm mình rằng nói pháp như vậy. Các pháp từ xưa nay thường tại tướng tịch diệt, pháp vốn là không nói không truyền, hãy nên quán như vậy. Song vì chúng sinh chấp trước có tướng, cho nên Phật ở trong tình hình không pháp có thể nói mới đến nói pháp. Chư Phật tất nhiên không pháp có thể nói, vậy tại sao phải nói pháp? Vì tùy thuận tâm ý của chúng sinh và tâm ý của mình mà nói pháp. Do đó quán căn cơ thí giáo, vì người mà nói pháp theo bệnh trọi thuốc mới nói pháp không thể nói.